Vì nếu cái nào tôi hỗ trợ được tôi hỗ trợ, còn hỗ trợ thì Huynh cứ nói là bây giờ là như Huynh định quay cái đó, mà chừng nào phải mới quay hay là sao? Chắc Quay cũng liền khoảng bây giờ luôn hả chị? qua tháng 10 này quay nè, nhưng mà đi bây giờ đi hổm ngày là mấy tháng rồi đấy, vòng vòng Đi tùm kiếm lum hết chỗ đó trơn cũng á, khó đi đó hả núi đi Huynh? non tùm lum, nhưng mà vô đây mới có nửa đường mà thấy là thấy có sự ấn tượng rồi đó, Vậy hả? thấy chọn được Giờ nhiều cảnh ha, nè, như thấy mấy Huynh căng quá thấy cái nè. cảnh này là có thể ok được chưa? Bây giờ Cảnh này tôi thấy là quá ok chứ không còn nói ok chưa nữa trơn. là cô chú thì anh em con tới đây thì cũng gặp cô chú thì chủ yếu là anh em con muốn trước mắt này cũng nhờ sự cái hỗ Hỗ trợ của trợ cô ha. chú Bây để giờ cho cái mượn chuyện cái mặt bằng đây để quay phim đó, mà cô nhắm được không? bây giờ nếu mà cái chuyện đó nó thông thường thì tôi giải quyết được, còn cái chuyện mà nó đại sự lớn quá để tôi kêu chủ ra. Bà nãy giờ con tưởng đâu là bà là chủ không, làm con nói được thằng dân vậy? Tôi quản gia ở đây vậy thôi, còn mẹ gia trong kia bà làm gì thấy ghê vậy? Tưởng bà tại chủ vì là nếu mà chuyện thông thường xin sen xin lá sen rồi thì tôi cho được, còn bà bông cây thì bà tôi hỏi chủ thôi. Còn bà hỏi kêu chủ tôi vậy nha. ha Chủ ơi, để đi kiếm ông chủ cho Trời ơi, nãy giờ tưởng bà chủ ông chủ ngồi bấm điện thoại đồ làm. Bà làm gì thấy ghê vậy? Bà bấm điện thoại, bà bấm bao giờ mà ngắm Ông nội cảnh này ha. Không biết là ai nữa nè. Về cái canh quản lý tiếp trong chủ vòng vòng ở đây. Canh cửa hả? Canh cửa không? Canh cửa mà làm giống ông chủ quá chứ không? Rồi mình cái cảnh này mà mình nhìn thấy mà hang một cái đẹp mà mình ngâm thánh giảng, còn cái gì nữa mà tuyệt vời phải không? Dạ thưa chú Vinh. Ngâm thơ để nghe hai câu này mình nhớ thầy lắm, cái mơ ước của thầy đó. Dạ. Rồi. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Nghe được không? Nghe quá. Cảnh này mà mình kiếm Nghĩa quay phim ơi. Hả Sải hang? Nghĩa anh Nghĩa. Ờ về Châu Phú hả? Ủa anh đâu anh Nghĩa? Đây đây nè, qua bên cầu nè, qua đây nè. Châu Phú đi đâu? Rồi, Châu Phú kìa. Ồ, chào chú anh nha. Chào. Chào quá. Chào. Vậy hả? Gì hồi trời ơi. Mưa mà đi đâu mà lội lăng tăng vậy, vòng vòng dữ gì? Em nghe thông tin anh nói gì đi học thật mà làm giàu đó. À, ra đi, đi đi tìm tới đây nè mà gì đâu mà ở đây mà rộng dữ vậy em lội nãy qua giờ. Đây kể cho nghe chuyện này hay lắm tay luôn. Dạ. Hay lắm. Không biết tu làm sao mà giàu quá giàu không hiểu hả? Gì? Tu làm sao giàu á? Đạo này ông cũng nghe nữa, từ trên núi đi xuống tìm vậy đó hả? Nghe mới đi xuống đây nè vậy để đó. Tìm hiểu coi sao mà học Phật mà tại sao mà làm giàu như vậy, vậy đó, mình tìm hiểu coi nguyên nhân quá, như thế nào đó, không nguyên nhân chứ mình tìm hiểu coi. Giờ bây giờ em nghe nói thì em cũng tranh thủ thu xếp ở Long Xuyên á. Trời ơi, từ Long Xuyên chạy qua mình phải là từ Long Xuyên chạy lên tới trên đây là cái anh chỉ cho em là vô trong cái cổng dạng Hương Mai. Ủa, nghe nói giàu cái là chị tấp hành vậy hả? Tấp hành luôn. Ăn chay được có lâu mà nghe nói giàu ăn chay tu hành cái giàu cái chạy ào ào xuống. Để có gì nữa. Hai năm mấy bây giờ nghe nói học Phật mà giàu em mới thỉnh cái máy niệm Phật nè. Rồi rồi. Bố thí rốt ráo. Bố thí rốt ráo hay không? Bố thí rốt ráo. Thấy ngon không? Cái này là Pháp Bảo Đàn Kinh nha. Pháp Bảo Đàn Kinh hả? Bây giờ học Pháp đốn ngộ. Coi như ăn chay được nhiêu rồi, 2 năm hả? 2 năm mấy rồi anh. Rồi ngon ha, có lý rồi mà, phải không? Nghe nói làm giàu ăn chay mà tu mà giàu á, nghe khoái phải không? Thầy bởi vì em khoái rồi đó. Ừ. Dạ. Bây giờ là... Đây nè, thấy cái chữ vàng Hương Mai không? Thì bởi vì em là thấy ông bạn chỉ của đó. Mình quen nghe biết lâu lắm rồi đó, nhưng mà hả đi vàng tìm về đây để mình... Ủa? Vậy là cái chỗ này là dạng Hương Mai là của ông chủ ở đây mà ông học Phật mà ông làm giàu hả? Đúng đúng rồi, ổng đó. Vậy đó hả? Ừ, bây giờ để mời cho Phú đi viếng một vòng xung quanh đi. Hiểu Phật Pháp dữ lắm. Vậy đó hả? Nhờ ông hiểu Phật Pháp cho nên ông mới có một cái sự hiểu biết. Vậy đó hả? Mới làm giàu được. Vậy đây hả? Nghe nói vậy cũng chạy tới đây nè. Giàu mà chánh đáng á. Mình vừa làm kinh tế mà lại là giàu trong cái chánh nghiệp, hiểu không? Vậy sao? Ừ. Trời ơi, cảnh này đẹp hả anh? Ở đây hình như là cái bờ hồ này em thấy có vịt, có gà gì tùm lum chân ta đạp đạp. Mấy con nai đảo anh ha. Mấy con nai cho Phú ơi. Dạ. Đẹp ha. Ha. Cảnh đang hữu tình ha. Cảnh hữu tình ha. Cảnh này ngồi thiền cũng hấp dẫn lắm đó.
em hỏi thiệt anh nghe, bộ cái ông chủ này là ông học Phật mà nhờ học Phật ông mới mua được cái chỗ này à? Ông Phật học Phật tu nhân mà không phải là mình ổng, mà ông bà cha mẹ cũng tu nữa. Vậy cho đó. Nên là người nào cũng là vừa tu vừa làm phước giúp đời mà sao thấy ngại lên lên hoài cho phúc. Nhưng mà chủ vậy đó, chủ yếu nhưng mà hôm nay anh vô đây là mà muốn anh muốn tìm ổng là nhờ ổng chia sẻ cái học Phật mà làm giàu hay là có mục đích gì nữa không? Nói chung cũng tìm hiểu nhiều mặt lắm mà trong đó có chương trình rất là đặc biệt là mình có cái nguyện vọng là phổ pháp thực hiện những bộ sấm giảng của Đức Thầy đó với những chuyện cổ Phật giáo rồi chuyện bên Thầy, nhưng mình phải chọn cái cảnh nào đó cho nó đẹp, nó hấp dẫn để mà mọi người coi cũng giải trí luôn vậy đó. Nghĩa là nhưng mà đi vòng vòng nhiều nơi lắm, nhưng mà mình thấy ở đây thì nó có một cái sức hút, có một cái như có cái thiện duyên ở đây đó, đó ha. Cho nên muốn đi dạo vòng vòng để tìm nè. Bây giờ là mình tìm ông này mà mình sẽ vô tình ý ổng, xin ý ổng không cho ổng, còn cả ổng có giúp đỡ mình mới đúng rồi, phải cho mình đồng ý cho mình vô quay hay là ổng có trợ giúp phần nào không, cũng như mình chờ gieo duyên với ổng quá nha, tại ổng là càng ngày càng giàu mà không hiểu Phật pháp, ổng rất là thống khống dữ lắm vậy đó. Không gì chắc im mà nghe hiểu biết. Đi biết lên cho em cũng nghe đồn nghe máy đi. Bây giờ anh em mình bây giờ ghiết vô. Nghe trong đó có nhà cổ ngon lắm cho Phúc. Vô đó mà quay cái cảnh đọc sấm giảng á là tuyệt vời luôn á. Trời ơi, cái này để coi tê giác mà quá thạch nữa anh. Cái này ông làm cái này là cục đá này có hình lạ quá cho Phúc. Tê giác quá thạch anh ơi. Cái này quý lắm nghe anh. Lạ quá ha. Ủa ta anh này trang trí cho người ta lại đây ta xem miễn phí hay chụp hình nha. Ồ có mắt ha, có sừng rồi ha. Anh em mình vô đây đứng chụp hình cái. Rồi chụp hình á. Vô. Chụp hình nha. Chú Ba Lộc chụp ha. Rồi hồi. Chú Ba Lộc chụp giùm con vài tấm hình chú Ba. Rồi cho Phú tươi quá kìa. Đây đó. Nè. Đẹp ha. Giờ này mà chụp hình cũng không có tốn tiền nữa hết ta. Quá tuyệt vời ha. Vô cổng hồi nãy em vô cũng rẻ anh, sao mà có 20 ngàn hả? Sao rẻ quá ha. Mình cũng bất ngờ á, rẻ bất ngờ luôn á. Mà vô đây quá chừng cảnh. Không phải nói là rẻ bất ngờ nha. Có 20 ngàn mà vô ngắm cảnh quá trời em quá. Long Phụng nữa kìa. Đẹp ghê. Rồi mà xuống đây mà chèo thuyền chút xíu đủ vốn rồi. Đúng. Im hả? Tiếp tục anh ơi. Chèo thuyền là cũng mấy chục ngàn này. Bây giờ em thấy cái cảnh này không có thua Đà Lạt đâu sư huynh. Ôi, Đà Lạt sao chú Ba Lộc, chú Ba Lộc lên đây chú Ba chụp con tắm ơi. Trời ơi, phải chụp hình, thấy cảnh đẹp phải kìa. Đẹp quá ta có lý nha. Vô hả? Cho chụp với cho Phú ha. Ha. Chụp với Trần Phú. Trời ơi, có lý rồi nha. Dạ. Em ha. Đẹp ha. Đà Lạt là rớt lại rồi. Cứng miệng luôn rồi. Vui vậy. Vô đây cái cảnh đẹp quá vị ơi. Dạ, bây giờ hấp dẫn quá ha. Hấp dẫn quá, bây giờ là cái cảnh nào cũng muốn chụp hình cho người ta. Trời ơi, chụp đó gì ạ. Bây giờ đi dài dài đây ha. Thôi đi chụp hữu ơi. Tiếp tục ha. Đây là giống cầm giống vườn Lâm Tì Ni quá. Giống Lâm Tì Ni quá, quá tuyệt vời luôn. Anh đứng đây đi, ngay chân đây gan cổng cưới luôn nè. Trời ơi, quá ha. Rồi đó. Cảnh này mình làm chương trình là quá hay quá chụp hữu ơi. Ba anh em mình lại đây đứng đây. Ồ đúng rồi, cái cảnh này tôi đang chọn cho hữu ơi. Vậy đây ha. Đúng rồi đó. Ồ quá đẹp luôn gì. Dạng hương mai. Khu dạng hương mai ha. Mừng xuân nhâm dần. Vậy đó ha. Trời ơi, hấp dẫn quá ha. Anh nghĩ anh có cái khăn mà mình quên đeo theo khăn ba. Giờ đây cảnh đẹp quá. Hiện quà biết không? Chấp dùm, ở đây chấp dùm vài tấm ngay cái cổng cái xu anh. Mình làm cái cảnh là tuyệt vời luôn á. Cảnh này quá đẹp đó. Đẹp hả chú ba ha. Rồi ha. Rất đẹp ha. Rồi ngồi xuống chụp mấy cao. Ngồi xuống nha. Quá rồi, quá rồi. 1, 2, 3. Ok. Đẹp ha, đẹp ha. Cảnh đây nè, để nói sơ cho quý vị nghe cái cảnh quyển 6 mà mình hỏi ông chủ rồi mình quay đây nè cho Phúc. Tính vô trống hả? Nhưng mà mình dựng trước đi, mình ý tưởng mình trước nha. Ở đây là khoảng 100 khán giả ngồi từ đẳng dài luôn tới cái cầu này. Vậy đó ha. Tới đây là cô Lệ Thủy sẽ từ bên đó cô đọc dài xuống, đi từ đó dài tới sao để mà đọc cái đoạn. Mướn nghệ sĩ Lệ Thủy luôn hả? Nghệ sĩ nhân dân luôn hả? Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nè. Thì không anh đừng Kim em Tiểu nha. Long, nghệ sĩ Kim Tiểu Long nè. Đó mấy đó nghệ sĩ đó. Phù Thủy Long Tiến Bích Ngọc nè. Nổi tiếng lắm anh quen hả? Nghệ sĩ Trúc Sen. Trời ơi. Thiện Nghĩa. Thiện Nghĩa anh biết rồi, khỏi nói rồi. Có bằng với ông chủ chưa?
Chưa, nhưng mà mình nghĩ chắc được, chắc được. Thấy ông nghe ông làm gì ghê vậy? Có người nói có cũng khoảng 70-80% rồi đó. Vậy đó ha, ngon ha. Cũng vậy đó mới biết mới mò vô. Nhưng mà đặc biệt là gì biết không? Có hai người khách mời của quốc tế. Có một người Mỹ và một người Pháp. Vậy ha. Và trong đó có khoảng mấy trăm vị đồng đạo mình cùng tham gia chương trình nữa. Mấy trăm hấp dẫn luôn. Lần đầu tiên thực hiện nha. Quyển 6 Tôn Chỉ Hành Đạo là Đức Thầy. Nào giờ chưa có ai chưa có làm. Nghe anh nói mà về giống như mình nằm mơ quá vậy. Có thiệt không? Bởi vì Đức Thầy nói là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Thì biết sao gieo đạo, bởi vì hồi nào giờ mình á là Đức Thầy viết sấm giảng bằng tiếng Việt, mình chỉ truyền trong nước không à. Bây giờ mình muốn mở mang bằng tiếng Anh với tiếng Pháp cho toàn thế giới nghe luôn. Vậy hả? Toàn thế giới luôn. Mở cái đấy là mình để làm ở đâu quên. À, quay nhiều điểm đó, nhưng mà ở đây chắc là điểm chính quá, nếu mà ông chủ đồng ý là mình quay đây là chính. Còn mấy điểm khác là như An Hòa Tự với Tổ Đình với là Tam Hòa Tự, An Hòa Tự B. Đó, nhưng mà ở đây chắc có lẽ là điểm chính đó. Nôn quá vậy. Thì nghĩa nôn nói gì Châu Phú cũng nôn nữa. Cảnh quá chừng đẹp rồi. Biết bữa nay không có nhà không nữa. Ừ mà bây giờ mát ha. Mà bây giờ mát anh Nghĩa ơi. Cảnh này quá đẹp luôn. Không biết mình qua đó được không anh? Được, mình đơn thấy giống như cái đồi á anh. Ừ cái đồi mà có cái coi như là nhà cổ Châu Phú ơi, nhà cổ xưa. Sao giống cái dạng Lý Trường Thành vậy? Giống cung đình Huế chứ không phải là anh chụp hình không anh? Cái cảnh này thấy nữa phải chụp hình nữa chứ. Chụp hình nữa. Đâu chụp đứng đây coi cảnh coi. Trời ơi. Cái cảnh này mình Lý à. Ngồi mới đẹp. Qua chụp phim con tấm ảnh quá. Trời ơi dữ ta. Bữa nay lên hình dữ vậy hả Châu Phú? Ngồi ha. Dạ ha. Dạ. Quá rồi, đứng đi đã. Rồi. Đứng rồi ha. Quá rồi. Rồi. Rồi ha, cười ha, cười lên. Rồi. Giữa máy này cái chỗ chụp hình đâu mất tiêu rồi Châu Phú. Châu Phú này cười to quá. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi, ok. Quá đẹp rồi, Châu Phú ơi. Rồi, quá, Châu Phú cười tươi quá, nó tươi quá. Điểm 1, 2, 3 chú ba. Nè, cười lên 1. 2, 3. Dạ, đi tiếp ha. Bữa nay tươi quá, chắc bộ phim mình thành công lắm Châu Phú ơi. Bữa nay đi mới đi mở màn thấy vui quá Thiên Hoàng. Đi tìm cảnh vòng vòng. Đi tìm nè. Cảnh những cảnh xung quanh hồi đẹp vậy hả? Ồ tôi đẹp nhất rồi nha, trong ba người này tôi đẹp nhất rồi. Đâu cười gán gì vậy chú ạ? Trời ơi, giống cười gán gì vậy? Cười gì đó. Chụp ta chụp chú để ý chụp giùm cỡ chừng 5-10 tấm gì đó, lựa ra tấm nào đẹp nhất. Nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Quá mặt trời lên vâng nha. Vâng thì kính thưa vị, hiện giờ là Châu Phú đi tới một cái cảnh này giống như dạng Lý Trường Thành vậy ta. Ồ quá đẹp. Ủa ta cái này mình đi vô cửa nào anh? Đi bên đây nè Châu Phú ơi, qua đây nè. Hả? Tính bò lên hay gì đây nè. Chứ không phải leo vô hả? Vòng qua đây. Đây nè cảnh qua đây, quá qua đây, qua đây. Qua đây. Vậy đó hả? Ôi cái gì mà mùi thơm nó ngào ngạt quá, cái trái sala hả? Dạ. Thơm quá. Thôi đây tới thơm bát ngát hết trơn. Có cái mùi thơm bát ngát ha. Ồ giống cung đình Huế ha. Cái nhà xưa Châu Phú ơi. Ủa? Nhà này mà quay sấm giảng là không còn cái này nè. Bông sa la đó Châu Phú ơi. Sa la ha. Sa la. Thơm quá. Đi lên ha. Ừ. Cái chỗ này vậy là dạ giái bữa nay không có nhà đi ha. Bữa nay không có nhà là mình vô mánh thôi Châu Phú. Dạ. Thấy mở cửa rồi chắc hy vọng có nhà Châu Phú ơi. Dạ. Cái này bây giờ là anh em mình đứng đây em chụp thấy hình cái cảnh gì nào đây? Cũng đẹp chứ. Sao cảnh nào cũng muốn chụp hình như vậy? Em muốn chụp hình đây nữa nè. Dạ, cái chậu bông gì đâu mà đẹp quá nè. Đâu Châu Phú ôm thử coi. Hả? Giờ mấy anh em mình đâu ba người ôm thử coi vừa ba đó. Người ôm quá. Ba người ôm cái giang tay coi nổi không? Đâu, Thiện Hòa đâu rồi, Thiện Hòa đâu? Bốn người thấy giáp không? Chọn không? Giáp. Giáp. Ba người giáp hả? Ba người mới giáp nha. Trời ơi, cái chậu bông gì đâu mà bự dữ vậy chà. Bốn mấy chữ á. Vậy nè. Chỗ này xưa. Tay vậy là mấy chữ nè. Chân kiểu. Ồ, chân kiểu không Châu Phú ơi. Đây mời cameraman, mời Xuân quay giùm em Xuân. Trời ơi, chân kiểu. Thấy cái này đẹp quá nè. Chân kiểu xưa quá, giống là cung đình Huế hồi xưa á. Vậy ha. Ừ, đi đâu mấy ngày đi phát ở Huế nè. Quay sát vô giùm em anh ơi, cái này đẹp quá nè. Cũng làm bằng chùa chén tiểu nhưng mà mình thấy cái bình này nó là một cái công trình điêu khắc rất là công phu. Vậy phải ha. Đơn giản đâu nghe, thấy vậy chứ không phải đơn giản nghe. Đẹp ha. Quá đẹp đây mỗi một cái chiếc tim này ha. Hồi xưa mấy ông vua rồi mới có này nghe, cái chứ này không phải voi nè anh ơi. Cái này hình tượng giống như đâu. Hải mã hay gì á. Voi. Voi ha, hải mã. Đây là cánh voi. Vậy nè. Đặc biệt ha. Hoa sen nó đậu nè. Dạ. Wow. Dạ.
Dơi là phúc. Phúc đẹp ha. Quá. Dơi là phúc ha. Ngậm đồng tiền. À, vậy đó ha. À, cũng có ý nghĩa đặc biệt ha. Hay quá. Dạ. Tiếp rồi, tục. Rồi, đi. Tiếp tục về đây hả? Sao đi đây hả? Cái này ô cá quá à Châu Phú ơi. Trời ơi. Dễ thương quá, con nào con nấy kìa. Trời ơi kìa. Dạ. Thấy thương quá. Cá ha. Ông chủ này bộ cũng yêu động vật hay sao nuôi cá đẹp quá nè ha. Cá quá, cá đi vô bên đây. Trời ơi, cái này giống như tây cảnh Tây phương quá. Tây trúc quá, Tây thiên trúc ha. Dạ. Chà. Này có hoa sen tùm lum chăng nè Quýnh. Giống đi ngắm cảnh tiên quá. Bây giờ em với anh đi vô trỏng mình kiếm chủ hay sao? Thì vô trọng kiếm chủ coi mình hỏi ý tưởng của mình, mục đích của mình hôm nay là mình để mình xin quay những cái cảnh về sấm giảng nè. Kìa em thấy cái đó chủ không? Kìa đang ngồi kìa. Bấm điện thoại hả? Vô ngồi trống phải không? Đang bấm điện thoại kìa, chắc vậy. Dạ. Dạ, xin chào hai ông bà. Giống Quýnh Thiện Nghĩa mà, đồng dạ. Với thầy với dạ. Đúng đúng rồi. Dạ chào YouTube đúng không? Dạ chào cô chú nha. Nghĩa YouTube bên này. Coi trên đúng không? Tính vô hỏi hai ông bà cho phép mình quay một số cảnh về quyển 6 Tôn Chỉ Hành Đạo á. Thì đó nó có quan trọng gì lắm không mày tới đây gì? Rất là quan trọng luôn. Quan trọng dữ lắm. Vì tác phẩm của thầy là một cái như giống quyển kinh rồi. Mình phải chọn cảnh nào mà nó xứng tầm á. Như những ngày cổ xưa thế này, hoặc là những ao sen báo, hay là những cái cảnh mà qua nó núi non thế này nè. Đó, kìa núi cảnh đó là quá chừng luôn rồi. Thì ở đây cảnh đây nó nhiều đó, nhưng mà Quýnh đại khái là bây giờ mình phải mượn nhà này, hay là mình mượn cảnh, hay là như thế nào? Tính nếu mà hai người cho mượn thì tôi mượn hết khu này luôn. Mượn hết luôn chứ. Tôi nói thật, tại vì nếu cái nào tôi hỗ trợ được thì tôi hỗ trợ, còn hỗ trợ thì Quýnh cứ nói là bây giờ là như Quýnh định quay cái đó mà chừng nào phải mới quay hay là sao? Chắc cũng khoảng qua tháng 10 này quay nè. Nhưng mà đi bây giờ đi hổm ngày là mấy tháng rồi đấy, vòng vòng tùm lum hết trơn á, đi núi đi non tùm lum, nhưng mà vô đây mới có nửa đường mà thấy là mình thấy có sự ấn tượng rồi đó. Dạ. Nhưng mấy Quýnh thấy cái cảnh này là có thể ok được chưa? Bây giờ cảnh này tôi thấy là quá ok chứ không còn nói ok chưa nữa chứ. Cô chú thì anh em con tới đây thì cũng gặp cô chú thì chủ yếu là anh em con muốn trước mắt cũng nhờ sự cái hỗ trợ của cô chú để cho mượn cái mặt bằng này để quay phim đó. Mà cô nhắm được không? Bây giờ nếu mà cái chuyện đó nó thông thường thì tôi giải quyết được, còn cái chuyện mà nó đại sự lớn quá để tôi kêu chủ tôi ra. Tôi là bà nãy giờ con tưởng đâu là bà là chủ. Làm con nói được hình dân vậy. Tôi quản gia ở đây thôi. Còn thấy gia trong kia. Bà làm gì thấy ghê vậy? Tưởng bà chủ. Nếu mà chuyện thông thường xin sen xin lá sen rồi thì tôi cho được. Vậy là bà hỏi. Còn bà hỏi. Bà hỏi. Bà hỏi. Bà hỏi. Bà hỏi. Bà hỏi. Để đi kiếm ông chủ nhân. Nãy giờ tưởng bà chủ ông chủ ngồi bấm điện thoại đồ làm. Bà làm gì thấy ghê. Bà bấm điện thoại, bà bấm bao giờ mà ngắm cảnh này. Không biết là ai nữa nè. Cái quản lý tiếp trong chủ vòng ở đây. Cái này canh cửa hả? Canh cửa không? Ông chủ ơi. Chắc có nhà, chắc có nhà. Có chuyện nghĩa rồi kìa. Có gì mà lo làm sớm như vậy? Chủ tại vì nói mấy quý vị này nói cần phải kiếm ông chủ có chuyện quan trọng. Xin chào ông chủ đây hả? Phải không? Ông chủ à, ông chủ thôi đó. Ông chủ thật sự á. Phải không mà nghe. Tôi nói thật. Nói giỡn. Tại vì bữa nay đi có việc thành ra bận đồ hơi đẹp. Chứ mỗi bữa là quét dọn thấy không mà chứ. Ủa bữa đó thấy quét rác mà đó phải. Ủa vậy hả? Vậy còn ăn giữ cổng không? Đúng rồi. Trời ơi vậy mà bữa giờ tôi đi công chuyện cho ông chủ bận quần đồ đẹp đẹp. Trời ơi vậy à. Bữa nay đại diện làm ông chủ luôn đi. Không được. Ông chủ ơi cái này chuyện này là chuyện quan trọng lắm. Ông chủ cái gì vậy? Cho làm chủ mà không dám làm bao nhiêu phút. Vậy là chuyện gì mà quan trọng vậy? Này là Quýnh Hải mà. Dạ chỉ là vậy là một phật. Chị Nghĩa mà trên. Dạ 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 chị Minh thầy đó. Học là chị của thầy đó. Với cô Thanh Kim Huệ đó. Dạ. Thời gian nghe lại mà bữa nay mới thấy tận mắt nè. Biết nghe nghe nhiều rồi. Dạ. Thì là đúng rồi phải không? Đúng, 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 đúng. Là Quýnh Hòa nè. Quýnh Hòa nè đó. Bữa đó không ăn mặc đơn giản quá, nhìn không ra Châu Phú ơi. Châu Phú là YouTuber Châu Phú rồi đó không? Trời ơi chú ơi chú, con nhận con chào chú nha. Chú mướn hai cái người quét rác với người bà bảo vệ đâu ngoài vô đây con làm con tưởng đâu ông chủ bà chủ không nãy giờ con chung với hỏi xin tá lã trơn á. Trời ơi. Thì bây giờ có gì đâu. Bây giờ Châu Phú là làm việc thì giống như hai lúa.
Dạ. Thì tôi là làm chủ đây thì cũng giống vậy thôi. Nữa chú nói 11 là đừng làm gì nghe, làm gì cũng gung quá trời. Đứng đầu chủ không à. Dạ, với đầu Phật. Dạ. Thì bây giờ anh em con bây giờ tới đây để mà tìm chú là để nhờ cái cảnh ở đây con thấy quá trường đẹp luôn nè chú. Bây giờ có chỗ ngồi không chú? Ngồi đây hả? Đó, mời vô trong, mời vô trong. Mời vô trong hả? Vô trong nhà đẹp quá cho Phúc. Lâu lâu có chú. Khách quý lại mà ông này để ngồi chứ. Nhà này bằng cây gì con thấy đẹp chứ chú? Đâu đâu ông chỉ coi cây gì mà đẹp quá anh Hải ơi, đẹp quá vậy? Gỗ nhà cửa này là gỗ lim. À gỗ lim ha. Chữ này chữ chữ tàu nữa anh nghe. Đâu đâu đâu. Cái tàu phải không? Cái gì đây, chữ gì vậy? Chữ đếm là Hán Việt. Hán Việt hả? Tức là từng chữ này nè là chữ Hán, thấy không? Dạ. Từ A vô H này là chữ Hán nè. Dạ. Dạ. Rồi mình ráp lại ráp lại để dụ như là thành chữ Việt. Ví dụ như chữ đời để gì đời a đao đang đạo để đạo hà ô lạ vậy thời si sơ xương ôi để đạo xương chữ này là chữ mình chế ra là Hán Việt. Hán Việt luôn. Cái cảnh này quen cảnh đẹp lắm, cái chuyện hòa ha. Cho nên là chữ Hán là chữ Việt. Dạ dạ dạ. Đâu giờ tôi ngồi thử thấy coi được cho Phúc ngắm, tôi ngồi đọc một đoạn sáng giảng ngắm coi được không nha. Được không anh Hải, thấy ngồi cảnh đọc giảng chuyện bên thầy rồi gì có được không? Có giống ông Màu. Cái này mới đúng là quản gia thật sự. Thầy lúa chăm chăm không? Đầu chọc mà mặc bộ đồ này đó là kể như làm quản gia là hết sảy. Quán thêm cái khăn ha. Ở đây mà cầm cuốn truyện bên thầy đọc nghe chắc hấp dẫn ha. Dạ. Ấm áp luôn ha. Bây giờ mình vô chồng rồi sao? Vô hỏi ở ngoài mình thấy gì chứ Quỳnh coi làm sao? Thôi thôi thôi, Quỳnh Nghĩa cái này đá chứ không phải cây nghe. Đá. Mày nói sao lạnh ngắt ha? Lạnh đá nó phải lạnh. Lạnh nha. Trần Nghiệp Châu Phú đi đâu đá mà nó lạnh quá. Yeah, ồ hai cái bình. Ồ hai cái bình nữa Châu Phú ơi. Dám nói xin chụp hình đó mà nghe. Cái bình này một ôm không hết nha chị. Ờ chụp hình nữa không? Dạ. Gắn lạc mệt ha. Ờ. Dạ dạ. Chụp hình là đẹp à. Mời quý vị. Dạ, bây giờ ngồi đâu muốn thích bộ ngồi bộ này bộ lùng ha, bộ cao. Sao ba bốn bộ gì bộ. Ờ nhiều bộ quá vậy hả? Trời ơi, bộ gì mà đẹp quá anh. Ba người ba bộ. Ồ, cảnh đây mà ngồi. Ồ, tại là cắm sừng. Anh là nó tốt. Bà quản gia bao qua đó, bà nằm giọng. Trời ơi, bữa nay sao mà má ăn mặc đẹp đó làm tôi nhìn không ra. Nè, bà qua bà nằm giọng nha. Trời ơi, ngon nha. Thôi mình vô kính lễ Tam Bảo cho Phú ơi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Quá tuyệt vời, ở đây đọc cái cảnh mà Đức Thầy đọc trong cái bài Sứ Mạng Đức Thầy đọc ở đây là tuyệt vời á. Hai bên ha, một bên chữ viết, một bên chữ nhẫn ha. Đúng đúng ý tưởng của mình rồi đó anh Hải. Rất là đẹp ha. Dạ, vậy trời ơi, Thiện Hòa ơi, tìm đúng chỗ rồi, đúng người đúng chỗ rồi. Đúng người đúng chỗ luôn ha. Cái đây mà đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy ở đây là thôi quá đẹp. Quá lạ ha. Quá đẹp quý vị ơi. Dạ. Hôm nay mà mấy huynh đến đây thì cũng có nghe giới thiệu là có việc gì trọng đại không mà sao mà quản gia nói kêu tấp nập chứ hả? À, kêu do vàng hỏi hả? Dạ quá. Có cái gì không đâu nói lên. Nói đại đi, biết. Anh Nghĩa đại diện đi. Đại diện ha, thì cũng không giấu gì anh, thì mình cũng có cái ước nguyện. Cái nguyện này là phổ pháp từ xưa tới nay cũng như là mọi người biết đó. Thì Nghĩa cũng có tâm hồn, tại vì hướng là cái giáo pháp Đức Thầy là giáo pháp của Phật, rất là vi diệu thậm thâm. Mà mình đó thì đàn hậu tấn, cũng muốn sao Đức Thầy là khuyên mình phải chớ chia rẽ hải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Hay là Đức Thầy khuyên mình phải hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành đó. Cho nên mình cũng có ý nguyện là thực hiện lại cái bộ sấm giảng của Đức Thầy, đặc biệt là cái quyển sáu
Lần này thì Thiện Nghĩa cũng sẽ làm với các cái người mà nổi tiếng không à, với một số người ở nước ngoài, cho nên mới đi kiếm cảnh này cảnh nọ đi khắp nơi trên để mình làm sao cho cái tác phẩm của thầy nó xứng tầm. Tại vì huynh biết không, mình thì thấy người ta ngoài đời người ta ăn chơi, người ta múa ca nhạc, người ta làm đủ thứ phim ảnh mà người ta dám đầu tư bạc tỷ tỷ không, còn mình là tác phẩm của ông Phật mà mình không dám làm sao, cho nên cũng đi sưu tầm xem nơi nào mà có cho mình quay để mình đỡ tốn chi phí đó, thì mình đến đó mình quay rồi mình đem giáo pháp của thầy cho ban bố khắp trần thế, giống như Đức Thầy nói là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Cho nên đó là mong muốn sao mà mình thấy đất nước hòa bình an lạc thế này mà cả ai cũng hướng về thầy tổ, thì nhân dịp đây thì mình mới rủ ông Thiện Hòa, Châu Phú với mấy huynh đệ để đi tìm hiểu nơi này nơi kia để mình thực hiện cho trọn vẹn cái quyển sấm giảng Đức Thầy, để thứ nhất là mình đền ơn Tam Bảo, thứ hai nữa là mình đền ơn công ơn của thầy tổ, và mình đáp lại những cái tình yêu thương của tất cả mọi người đang hướng về Phật pháp. Cho nên bữa nay trời mưa đó, nhưng mà cũng gắng lặn lội đi tìm đến cho được, thì không biết ông chủ có ủng hộ mình cái phần đó không, cho mình quay những cảnh xung quanh thấy nó quá đẹp. Nói chung là tác phẩm này cũng rất là quy mô, hồi xưa giờ thì làm không có hồi hộp, nhưng mà lần này hồi hộp lắm sức mà hồi chứ, coi như là tác phẩm này hơi lớn á, coi như là tầm cỡ quốc tế đó nên hả. Thì nói chung là gì, thì ý tưởng của anh rộng lớn, để mà cũng là nhằm để mà phổ truyền đạo cho khắp năm châu thế giới để biết là cái nguồn gốc đạo giáo hòa hảo và cái sự ra đời và phát triển là như thế nào. Thì đây là một cái niềm mà là vinh hạnh cho cái trong đạo, và cũng là một cái mà phước để cho bá tánh vạn dân. Vì đạo Phật giáo hòa hảo đã nghiên cứu rồi thì ông thầy á là ông rút cắt được các kinh ra để mà ông viết ra cái quyển sách là thi văn giáo lý. Thì như vậy đó là đây á là huynh mà làm được sáng tỏ ra cái cuốn sách giảng, thì để cho mọi người hiểu, mọi người biết là cái cuốn sấm giảng này là do ông Phật tái thế mà viết ra, chứ không phải là một cái ông mà ông là phàm phu bình thường. Đúng ý Thiện Hòa. Thì ở đây là một cái này đó. Thì như vậy á là mấy huynh nó phổ truyền để gì, để nhằm á là cho mọi người hiểu biết, để không có hiểu lầm là đạo Phật giáo hòa hảo nữa, để mọi người để là nay gặp gốc phải mau mau tầm gốc, chứ không phải là gặp gốc mà không chịu tầm gốc thì đó sau này ngồi đó mà than khóc như vậy là không có được. Cho nên á là huynh làm được cái sự việc này, tôi là coi như là đại diện Giảng Mai, và tôi sẽ hứa với anh đồng hành cùng anh để mà là lo cái sự việc này cho nó tròn, để làm sao cho mọi người cùng nhau tu, cùng nhau tiến. Rồi rồi, hay quá. Xứng cái danh được rồi. Quá rồi, quá. Xứng cái danh rằng đó là rạng danh, coi như là rạng danh thầy. Sáng danh đạo. Sáng danh đạo. Vậy đạo danh đại ha. Thì như vậy mới đúng cái câu là Phật giáo hòa hảo. Thì bây giờ đó là coi như là Phật là chánh đẳng chánh giác, là toàn giác. Giáo là truyền lại. Hòa là hòa thuận bất cứ con người trên thế giới này, hòa hợp hòa thuận bất cứ cái đạo nào, chứ không có chia rẽ. Đạo là chia sẻ những cái gì mình có, mình chia sẻ cho mọi người tốt đẹp ha, tốt đẹp cho mọi người. Thấy không? Thì như vậy để cho mọi người cùng bên đời an lạc ha. Thấy không? Như hay vậy quá, mấy sáng danh đạo và rạng danh đời. Thấy không? Cái đó là cái mong của Đức Thầy là gì?
mà là coi như là mong thế giới lân hòa hảo. À, cả thế giới luôn ha. Nhà Phật con tiên phải hé miệng cười. Thì cái này là một cái ước mơ đó là của ông thầy đó, là nó cả cái thế giới này. Chứ không phải là riêng đó, là trong nước Việt Nam mình. Không phải riêng đạo mình. Cho nên đó là huynh đã làm được như vậy thì tôi ở đây tôi sẵn lòng. Coi như là nhà hàng, khách sạn, ăn uống, ngủ nghỉ gì đó là tôi sẽ tài trợ hết. Tài lý rồi thiệt là ơi, tài lý rồi. Rồi. Cứ yên tâm. Ông Nghĩa, yên tâm, không? Làm cho anh đã. Mà những ngày qua ở gần bên cạnh ông chủ cũng từng nói biết bây giờ cuộc đời của tao làm sao mà tiếp tay cho thầy, truyền bá giáo lý cho thầy là đó là điều hạnh phúc nhất của đời ông. Mãn nguyện nữa ha. Ông chủ nói gì đó. Tại vì thấy anh làm nhiều việc từ thiện xã hội rồi, còn giờ mình phải phổ pháp nữa ha. Mà để ông đến đây là cũng như là ông đem nước mát mà tưới vào gốc cây vậy đó. Đúng chỗ không? Đúng chỗ ha. Rồi. Tại vì anh biết không, tại vì mình thấy giáo lý của thầy là Đức Thầy thể hiện trong cõi ta bà này, mong muốn làm sao cả thế giới này thoát khổ. Đó là cái tâm từ của một vị Phật mà muốn rằng cái tình đạo Phật phải chan hòa rộng khắp. Chứ xưa nay thì người ta cứ hiểu lầm với nhau, nhiều khi là mình không hiểu hết cái ý tưởng của ông Phật. Mình nghĩ là chắc ông Phật chỉ độ cho bên Phật giáo Hòa Hảo hay là ở đất nước Việt Nam thôi, chứ không phải là Đức Thầy độ cho cả thế giới hoàn cầu. Mà khi mình đọc sấm giảng rồi á, từng câu từng chữ mình thấy những ước nguyện của Ngài là phổ biến cho toàn thể năm châu thế giới luôn. Đó là cầu nguyện cho năm châu. Cho nên trong bài cúng của Đức Thầy cũng là Thầy dạy mình phải cầu nguyện cho năm châu thế giới, cái tình thương yêu là phải hòa quang hết tất cả chúng sanh. Chính vì thế mà mình muốn làm sao những cái câu sấm giảng của Thầy á là phải truyền đến cho tất cả mọi người hiểu được cái ông Phật, thì mình sẽ trân trọng hơn, quý hơn, và mình tự hào hơn về đất nước của mình có một vị Phật ra đời. Đó là mong muốn của mình là như vậy đó. Cho nên anh biết không, là chuyến này á thì Nghĩa sẽ mời là cô Lệ Thủy nè, rồi Kim Tiểu Long nè, rồi á là Phù Thủy Lòng Tiếng Bích Ngọc nè, là cái người mà lòng 1000 bộ phim trên đài truyền hình đó. Rồi với cái người mà đọc chuyện bên thầy rất là nổi tiếng với Thanh Kim Huệ là nghệ sĩ Trúc Sen, với Thị Nghĩa là sẽ đọc là bên tiếng Việt. Còn bên tiếng Anh á là có một cái bản mà hồi xưa giáo sư Hầu á, giáo sư Hầu dịch qua tiếng Anh và tiếng Pháp, do trường Đại học Huế và các nhà học giả tiến sĩ thời đó dịch trước giải phóng. Thì bây giờ cái bản đó thì Nghĩa đang giữ và đã biên tập hoàn chỉnh hết. Cho nên chỉ còn chờ cái nơi mà không cảnh nữa là để thực hiện chương trình đó. Chỉ còn nhiêu đó thôi, chứ còn đây là một cái tác phẩm mà kinh điển của thầy mà Thị Nghĩa đã soạn ra cái bối cảnh gần 2 năm rồi. Nhưng mà phải lặn lội đi tìm những cái cảnh nào đó cho nó phù hợp nhất để tác phẩm này được lan tỏa. Và mọi người sẽ hiểu hơn về giáo lý thầm thâm của Đức Thầy. Nói chung á là thời kỳ này á thì nói chung á là cũng là thời kỳ mà gọi là ân xá, thời kỳ chót. Cho nên á là ông thầy ông muốn á là làm sao để nói toát lên hết ý nghĩa trong cuốn giáo lý, để mà nói những cái lời mà là thẩm thâm, thẩm thấu, rút để chi sắc cốt lại ha, để cho những cái người đã có nghiên cứu giáo lý để thấy được cái chân lý nhà Phật, con người giải thoát như thế nào. Thì như vậy là để là tu cho nó đúng con đường, không đúng con đường, để sau này ông thầy á cũng nên là trên đài cao gọi các linh hồn. Thì cái lúc đó đâu còn ai nữa, ông chỉ là làm gọi các linh hồn, tức là đời ai có duyên trở về hết cái đời thượng đó. Thì ông nói trên đời đài cao gọi các linh hồn, chứ không phải là gọi tên A tên B, không phải gì, tức là đã gọi là coi như đã chết hết thì như vậy á là gọi các linh hồn nha, nhớ kỹ cái chỗ đó, gọi linh hồn chứ không phải gọi cái thay này. Thấy không? Cho nên á là cả năm châu thế giới ai tu đúng thì ông gọi về để sắp đặt cho chuyến vị xuống ngôi. Bàn thưởng bởi bàn thưởng thì như vậy đó, nó quan trọng là chỗ đó. Cho nên bây giờ á mình á học giáo lý mà mình hiểu không có sâu, không có tới, làm cho cái hiểu của mình không tới, thành ra mình tu nó lòng vòng. Nó tu lòng vòng, không có cái gọi là không có cái kết luận.
thì giống như cái bài thi mà không có kết luận mới làm cái mở bài thân bài nhưng kết luận không có, cho nên cái điểm nó rất thấp. Mà điểm thấp rồi á là sợ lúc đó gọi các linh hồn rồi á mình không được vô, nó ổn ha, ổn ha, nhục à. Phải không, công trình mình đã nghiên cứu, mình đã truyền bá, đã nghiên cứu mực để tu theo, nhưng mà điều á là không có được á là vô bà bán vàng, vô bà vàng không thể gọi phải không, ít lắm cũng gọi được sống về cái cuộc đời thượng quan thánh đức ha, mà giờ không được gọi nữa thì mình nhục không. Thôi thì anh em mình giờ phải cố gắng nãy ơi, tại vì thấy Đức Thầy dạy cái thời mạt pháp này thì có một cái pháp môn rất vi diệu, mà trong đó thì Đức Thầy dạy pháp môn tịnh độ nè cho tất cả chúng sinh, vừa cái người ngu người trí, người giàu người nghèo thì cũng đều tu được. Và bên cạnh đó thầy cũng dạy mình là bổn phận làm người đối với cha mẹ, đối với đồng bào, đối với quê hương, đối với đất nước, nếu rộng ra đối với nhân loại chúng sanh nữa. Cho nên mình thấy cái giáo lý của thầy là rất phù hợp trong cái thời đại này, và mình nghĩ rằng nếu mà huynh đệ mình làm đúng đó thì đem lại cái niềm vui rất lớn cho tất cả mọi người, tại vì chỗ nào thầy cũng dạy hết, ai cũng dính trên. Nếu mà nói về là sát sanh thầy cũng dạy nè, về đạo tặc tà dâm ác khẩu giọng ngữ chỗ nào thầy cũng có dạy hết. Rồi bên cạnh đó thầy dạy về tứ diệu đế bát chánh đạo, đưa mình đến bến bờ giải thoát giống y như Phật tổ ngày xưa đó. Tôi đã nghiên cứu là cũng về giáo lý nhưng mà điều là đại khái mình bộ nhớ mình đó là học trước quên sau cho nên hiểu cái nghĩa thôi nhưng mà điều là mình hiểu cái nghĩa để mình làm cho đúng, chứ giờ mà kêu tôi học thuộc từ câu từ chữ tôi học không được nhưng mà có cái là mình á, mỗi một con người khi sinh ra đây thì là lớn lên là có một cái trách nhiệm. Ví dụ như huynh là bộ nhớ huynh có, huynh là đọc giảng, huynh thuyết pháp, huynh hoàng thuyết pháp hay gì đó, giờ huynh cho phú đi quay để đưa lên cho mọi người đó, tức là mỗi một người có một cái trách nhiệm. Còn tôi, trách nhiệm tôi không có làm được cái chuyện đó, nhưng mà trách nhiệm tôi phải làm gì, làm kinh tế để có tiền để hỗ trợ cũng là một cho việc quan trọng, là làm những việc lành việc thiện để cùng nhau nhằm là hỗ trợ qua lợi để là đưa mọi người để đi vào một cái dòng hạnh phúc, đưa mọi người đúng rồi phải có là kinh tế bay nữa. Về đúng rồi lạc một đàn hay đó, hay không, hay quá nha, giờ ai cũng hay quá. Bởi vậy nói trên câu này là rất hay nha. Câu Ngài Thịnh Sĩ nói là một người việc lớn không xong, nhiều tay hợp lại sẽ làm thì nên. Đó. Cho nên rất mong là kỳ này mình về đây là sẽ được ông chủ ủng hộ, vậy là quá tuyệt vời hết cho Phúc. Thấy sao, nãy giờ nghe thấy sao vậy? Cho nên tôi đã có nghiên cứu là về cái giáo lý nhà Phật. Thì như vậy là tôi mới nghĩ ra rằng như vậy là những người tu theo Phật là mục đích là để thành Phật gì, phải không? Còn học Phật là để làm giàu. Cái này nãy giờ đi tìm đó ha. Học Phật là để làm giàu nè, Châu Phú. Thì chú Hải hôm nay cũng anh em con nghe nói học Phật làm giàu thấy cũng lạ quá. Nhưng mà bây giờ thì đến đây rồi thì nghe chú Hải nhắc nó nãy giờ cũng ngại không dám hỏi. Giờ hỏi thì thấy ông khỏi mở lắm, không sao đâu, ông cũng vui mà. Chú sao mà chia sẻ tại sao mà mình học Phật làm giàu đó. Làm giàu chứ mấy em con nè đây muốn học Phật đâu dưới hai không nè. Rồi tu hành động không à. Không đó. Mà bây giờ tới đây cũng con thì tu ở thành phố. Hai người cũng chưa có người nào thấy giàu chân. Bây giờ chú chỉ giùm. Bây giờ chưa thấy giàu phải không? Tôi chỉ xương xương cái giàu cho thấy. Bây giờ đó là Châu Phú. Là hồi lúc mà Châu Phú mới ra nghề đó. Thì Châu Phú làm thì suy nghĩ làm chắc làm đi làm kiếm tiền. Nhưng mà sau đó Châu Phú đi làm, cái thấy những người nghèo, người khổ, cái Châu Phú giúp đỡ, Châu Phú đưa lên là YouTube, mọi người thấy, mọi người mới ủng hộ cho Châu Phú, mới là giúp cho những người nghèo đó
thì lúc đầu ví dụ mình đã có được 1 triệu để giúp cho người nghèo đó, nhưng mà sau đó có thể cho Phú giúp được cái nhà, sau đó giúp một cái phương tiện gì đó để cho người ta có cái sự sống, phải không? Thì như vậy á, là bây giờ á, trước mắt là cho Phú không có phải là cho Phú nhận tiền của người ta, mà là cho Phú lấy xài, mà cho Phú đó là lấy của cái người mà mượn mình đấy, mà Mạnh Quân đó là cho lại người nghèo. Thì như vậy đó là cái giàu của Châu Phú là cái giàu uy tín, giàu cái vinh dự, một cái giàu thế đó, giàu đạo đức, giàu cái đạo đức đối với cái người nghèo. Vì á là có Châu Phú thì cái người ta giàu, người ta mới là thấy cái việc làm của Châu Phú là thiết thực, cho nên á họ mới mượn Châu Phú lấy cái tiền đó cho người nghèo. Thì như vậy ông Phật cũng nói đó, kẻ công người của phước liền chia hai. Phải nhớ giàu không? Một cái giàu là hai chứ không phải giàu gì đó hả? Tức là còn nữa hả? Giàu đó biết rồi, cái giàu đó, giàu mà như thế này đó là đó là một cái chuyện giàu khác. Chuyện nó đòi hỏi phải tiền kiếp. Tiền kiếp có tu, tiền kiếp phải có những làm việc thiện. Ví dụ cho Phú giúp đời ha. Ví dụ cho Phú. Kiếp này tiền kiếp trước Châu Phú là không có gieo được, mà kiếp này Châu Phú đang gieo nè, gieo cho mọi người biết đạo nè, gieo cho mọi người là có cơm no áo ấm nè, thì như vậy là đang gieo cái phước lành. Thì bây giờ Châu Phú đang gieo, mà gieo là Châu Phú mà gieo thì ít lắm đó là đời con của Châu Phú phải giàu, rồi kiếp sau Châu Phú là cũng phải là một ông đại gia nào đó hoặc là một ông quan quyền nào đó, phải không? Cái bây giờ đó là mà kiếp trồng cái cây là này là đâu phải chỗ liền ngày mai nó chỗ nó chỗ ví dụ như là chỗ là một cái kiếp sau để mình hưởng. Chứ bây giờ mình đang làm những việc lành việc thiện, mình đang gom góp, mình đang chia với người ta. Mấy gieo ha, mấy gieo giống ha. Mấy gieo giống. Là mình mới phải gieo thôi, mình đòi. Vậy là phải chờ đợi. Mới chờ đợi. Phải không? Mới xài giống. Thấy không? Đó là cái giàu. Nhưng mà chắc chắn là sẽ giàu. Tại vì mới gieo giống mà sẽ thay. Rồi bắt đầu nè. Bắt đầu tôi nói tại sao mà con của Châu Phú là sau này nó giàu. Bởi vì là cha làm những việc lành việc thiện mà hướng dẫn lại con, thì hướng dẫn lại con là con sẽ làm theo những cái việc làm việc thiện. Bởi vì lớp nhỏ mới sinh ra tánh thiện chờ dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ tâm trí thiện tánh ha. Thiện tánh thì như vậy đó là cho Phú là làm, đang làm cái hạnh của Phật. Thì là cho Phú ở trong nhà là ông Phật dạy lại cho là ông Phật tử, là ông Phật con ở nhà đó những điều lành điều tốt. Thì khi mà dạy những điều lành điều tốt nó không có suy nghĩ khác, cho nên nó là dạy điều lành điều tốt là đi thưa về trình, nó biết ông bà cha mẹ cô bác anh chị em ra đường thì được cái lầy thầy cô thương mến, bạn bè yêu quý. Thì như vậy đó là nó tạo cái phước từ cái nhỏ, bắt đầu tạo phước dần cho tới khi mà nó lớn lên, khi mà ra trường thì lúc đó cái phước nó đã dày rồi. Nhưng Châu Phú đã gieo cái phước dậy cái nữa, thành ra cái uy tín của cái xã hội này đi tới đâu ai cũng nói là con của Châu Phú, thành ra nó kinh doanh mua bán gì cũng ai cũng hỗ trợ giúp đỡ, phải không? Mua ai cũng mua, mà mua con của Châu Phú thì như vậy là ba nó làm những việc tốt đẹp thì như vậy thôi mình hỗ trợ. Thì như vậy cuối cùng á là nhỏ nó có cơ hội nó làm giàu, phải không? Thì bắt đầu đời con giàu. Hy sinh đời bố mà củng cố đời con là chỗ đó. Trước mắt Châu Phú cũng cảm thấy an lạc đúng không? Mình thấy vui ha. thấy chỗ là tu theo Phật để làm giàu chưa? Thấy rồi chú. Đó là vậy đó. Mà bây giờ là con cũng có một cái chia sẻ. Tại vì là bây giờ con thấy tu liền hưởng liền không chút. Thế kiếp sau hưởng riêng nữa. Tại vì ngày xưa là cái lúc mà
con đòn với thằng Thơi á, nhà rất là nghèo. Cái thậm chí con đi mua cơm ăn xin ăn nữa đó. Xong cái khi mà về Long Xuyên cái nhà con bị sập, cái nhà đồng đạo của bên Phật giáo Hòa Hảo nè cắt giùm cho con một được một cái nhà, cái con nhớ ơn. Thì từ đó về sau giá xe cho đồng đạo bơm xe sửa xe rồi đó con giùm con. Thì nhưng mà mỗi tháng vẫn phải đi cầm đồ, mỗi tháng phải đi cầm cầm mà tiệm vàng Mỹ Duyên cho lịch luôn đó. Thì một cái duyên biết sao mà cho Phú cầm đồ mà cho lịch luôn cũng rất là đặc biệt, đó giờ có 102 tại Long Xuyên. Thì cái duyên đi đến thì con đi làm bên YouTube nè, thì quý cô chú anh chị thương yêu thương. Thì bây giờ đặc biệt là cho Phú đi tới đâu thì cũng ăn hoàn toàn cô chú cho ăn miễn phí không mà yêu để hưởng liền tại chỗ hả? Hưởng liền thì... có hưởng rồi đó, rất là đặc biệt. Rồi cho Phú thấy được cái hưởng liền phải không? Tôi cũng thấy được hưởng liền vậy đó. Dạ. Rồi tôi cho Phú thấy luôn. Dạ. Cái gì á là tôi làm một cái nhà là làm bất động sản. Yeah. Làm kinh tế. Yeah. Thấy không? Thì khi mà năm 2008 đó. Yeah. Là bất động sản đóng băng. Là lúc đó là tôi bắt đầu á là tôi quay qua là tôi chuyên tu. Yeah. Nhưng mà khi mà tôi ngồi á mà ở nhà á thì mỗi lần mà đồng đạo lại để mà xin để làm đường, sửa chữa đường, cất cầu, cất nhà, tình thương, tình nghĩa đó, là nói chung là bệnh hoạn đau ốm nữa đó. Yeah. Thì như mỗi lần á, thì mình làm á thì có đồng tiền ra vô thì cho á, vợ nó không có rè. Yeah. Như vậy á, là 2008 tôi ngưng. Thì như vậy á, là mọi người ta cũng tới ta để mà ta xin. Yeah. Thì là mình là kêu vợ nó đưa tiền thì vợ nó lằng nhằng bởi vì làm không ra tiền. Yeah. Mà chi không à, chi cái gì cũng chi mà không có làm gì ra tiền chứ. Cuối cùng vợ nó càng nhằn quá thì mình khi đó mình mới học Phật rồi mình mới suy nghĩ nó ông Phật ổng đâu dạy mình ngồi không mà mình là hưởng phước, bởi vì ổng nói là lo cho quần chúng là tình tiên Phật, lo cho mình là bậc phàm phu. Ủa như vậy là mình ngồi chỗ là mình là phàm phu rồi chứ đâu phải là tình tiên Phật. Mà ông Phật ông nói là muốn về có Phật phải lập thân có trận, muốn làm Bồ Tát thật sự phải làm Bồ Tát con. Mà giờ mình nó ngồi không mình lo cho mình, như vậy là cái chuyện này hình như ông Phật ông không có khuyến, không khuyến cáo gì ra đó. Đó là tôi thấy tôi còn trẻ, tôi còn làm được, tôi còn tính toán làm được ra đồng tiền, cho nên nó là tôi quyết định làm chứ không nghĩ. Yeah. Thì bắt đầu là đứng dậy làm. Thì khi mà đứng dậy làm đó thì nói chung là thì cũng tiền bạc cũng dễ hỏi, thì mình làm tới đâu cũng tính toán làm ăn, nhưng làm tới đâu làm không được, làm tới đâu cũng phá quề với lỗ. Yeah. Thì như vậy mình xem lại coi cái luật nhân quả như thế nào mà mình nó là nói vậy, cho nên mình mới xem lại thì mình biết mình là hưởng phước hết. Cho nên nếu mà hưởng phước hết mà không tạo phước đó thì như vậy không còn. Cho nên khi mà tôi làm tới đâu nó lỗ, tôi ngưng làm, tôi biết tôi đang tính toán tôi làm này, ví dụ tôi đầu tư là vô 10 tỷ, như vậy làm là vô làm chắc ăn vụ này là nó lỗ 1 tỷ hay 2 tỷ, thì tôi lấy 2 tỷ ra, 2 tỷ ra làm từ thiện. Tôi tính toán tới vụ kia làm ăn mà làm, tôi biết cái vụ kia làm thế nào cũng lỗ nữa, lấy tiền ra làm, tức là lấy tiền lỗ làm. Yeah. Nhưng mà mình không có làm, nhưng mà mình biết làm sẽ lỗ. Yeah. Thì lấy cái lỗ ra làm từ thiện, cứ lấy lỗ làm từ thiện. Mình đi kinh doanh lỗ thì lấy cái sự mà không kinh doanh lỗ làm từ thiện. Thì khi mà tôi làm từ thiện, tôi làm, tôi đi dai hỏi tôi làm từ thiện mà cứ dai hỏi làm. Hello. Thì như vậy á, là dai hỏi làm thì sau một cỡ khoảng ngoài cổng hả? Đi khoảng 3 năm sau gặp anh Hải đi. Bắt đầu trong nhà cổ. Lập phước bắt đầu nhà cổ. Dạ. Tụ lại cái đó là có người vô gặp ha. Ta là anh Hải. Là ta mời mình, ta giao cho mình đất,
rồi để mình làm, để là mình kiếm tiền. Mà thật sự á, mình á là ví dụ như mình bỏ ra có 5 tỷ làm từ thiện, nhưng mà điều á là cái phước nó được tới 50 tỷ, 100 tỷ. Ghê ha. Cho nên á là mình tin tưởng luật nhân quả, tin tưởng ông bà trời Phật, thầy tổ, tin tưởng tuyệt đối là được. Bây giờ ông Phật ông đã nói rồi, ông nói làm đường ngay thẳng có thần độ cho, thì cứ làm đi. Đúng quá, tình quyết. Coi như cái lần á là không có tiền cũng dai hỏi làm. Trời ơi, tôi làm từ thiện, tôi làm gan tới mức độ đó. Cứ là chia ra đủ tỷ đuổi khỏi nhà chứ không nói chứ. Nhưng mà ông bà trời Phật đâu có nở lòng nào vậy, phải không? Thì khi mình làm một cái giai đoạn, ví dụ chưa hết số tiền đó, thì là ông bà trời Phật cho mình một cái dự án, một cái việc làm, cái có tiền lời lên gấp 10 lần, 20 lần. Cho nên vì lẽ đó đó mà tôi tin tưởng tuyệt đối. Rồi là tại sao có mùa Covid, tại sao là tôi có được cái khu du lịch thác đắc là luôn ở ngoài kia, là gì? Tới cái mùa Covid như vậy ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai đổ ngoài đóng cửa, dân của mình ra ngoài làm, anh em bà con dòng họ ở quê lên chợ làm. Mà khi là lên chợ làm thì ông tưởng coi lên chợ làm rồi á mà bị Covid đóng cửa không cho đi khỏi chân, thì vậy giàu cũng chết mà nghèo cũng chết. Bị gì á, tôi nghĩ gì nè, con người á mà là giống hệt là con cá đó, mình á là con cá ở dưới hầm, mình còn cạp đất cạp này nọ, cạp rụt bình đó muốn rồi nọ mình còn ăn được. Còn người mà ở Sài Gòn là ăn cá trong bè, không lẽ ăn cạp mặt xài cạp cây không ăn? Cho nên á, vì lẽ đó đó tôi tự động tôi phân tách ra chị, rồi tôi rơi nước mắt và tôi quyết tâm tôi làm là rau củ quả, gạo rau củ quả đó tôi đem lên chợ. Thì tôi quyết tâm làm, thì là lúc đó đó là tôi có điện về mặt chính quyền, tôi cũng nhờ chính quyền hỗ trợ, phải không? Thì như vậy á, nhờ chính quyền á là hỗ trợ. Thì á là không biết á, tôi làm á là cái mùa dịch mà tôi dám á là tôi đem rau củ quả lên Sài Gòn là 1.200 tấn, bà con gửi là riêng nữa nghe, thấy không? Thì như vậy á tôi á sẽ là làm gì, thì qua cái vừa hết dịch là tự động á là cái phước nó tới. Bắt đầu á là người ta cho mình á là được cái thầy tổ mới dẫn dắt, chứ được biết mẹ gì cái ngoài hồi nào giờ chưa biết đất nông là đâu nữa. Cho nên nó là vừa qua một Covid cái là thầy tổ ông bà ai mới dẫn dắt cho cái khu lịch đó sang lại sang lại cho mình. Đó thì như vậy là đúng cái ý tưởng của mình. Đó là ở hiện tại đó, cho chú ơi, hiện tại đó, ở hiện tại đó. Cho nên á là khi mà là mình là sống mà tin tưởng tuyệt đối là thầy tổ ông bà trời Phật, thấy không? Thì tôi nói ông là thầy tổ độ ha, coi như là mình là cứ dân lòng tưởng gì đó là sân trình đáo lai vậy đó, tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng sân trình đáo lai. Vậy là có lý cho phố bữa nay mình đến đây là đúng ý tưởng rồi đó, coi như là mơ ước hồi nào giờ là chỉ gặp được một cái nơi mà thanh tịnh rồi trang nghiêm cái quan cảnh như thế này, rồi gặp cái người đồng hành với mình nữa thì giống như là chư thiên là các long thần hộ pháp dẫn đường, hay là chắc là thầy tổ dẫn đường rồi chứ Phú ơi. Chứ gì lấy gì tưởng ông chủ thì ông đã có sẵn rồi vinh vô cái nữa. Vậy là thống nhất phải không? Thống nhất là cho Thiện Nghĩa về đây tiếp tục đồng hành phải không? Và Thiện Nghĩa rất là mơ tưởng làm sao mà mình thực hiện hoàn thành cái chương trình quyển sáo đó sẽ phát hành khắp đại đồng thế giới luôn, và trong đó có sự góp mặt của Châu Phú nè, Tuấn Dũng, Thành Hậu, là các đồng đạo mình hợp lực để làm luôn. Rồi. Và đặc biệt là Nghĩa muốn có một nơi này để mà đọc những một chuyện bên thầy nè, chuyện cổ Phật giáo rồi những cái chuyện tinh hoa của đạo Phật để cho mọi người cùng nghe, nhất là một cần cái phòng thu đặc biệt đó chú Vinh. Đó, là phải có cái phòng thu. Có đầy đủ hết. nhưng mà có gì nha Châu Phú với Nghĩa. Mình là làm
theo Phật. Dạ. Thấy không? Chơi dứt pháp là không làm theo ma. Dạ. Lưu ý chỗ đó nha. Dạ. Ví dụ như mình làm cái gì, ông thầy cũng nói là làm cái gì tốt đẹp cho quê hương đất nước, phải không? Thì mình cứ làm, chứ đừng có làm cái gì mà tổn hại cho quê hương đất nước. Đó, thầy dạy đầy đủ. Còn trong đạo, trong đạo thì mình làm cái gì là con đường chân chánh, chứ đừng có làm những con đường mà tà đạo, phải không? Thì như vậy mình làm như vậy thì ông thầy cũng mới đổ cho, phải không? Còn mà nếu mà mình làm tầm bậy đó thì như vậy á là lúc đó ông thần không độ nữa mà ma quỷ nó độ mình cái gì mà tiêu. Cảm ơn rất nhiều nha. Vâng, kính thưa vị, cái video cũng đã dạy vị, video này á kể về cái chuyện đề tư, là tại vì nguyên nhân á là muốn kể cho vị nghe về cái luật nhân quả vị. Thì gieo nhân quả nào thì mình gặp quả nấy, thì khi bây giờ mình đã gieo cái nhân lành rồi thì đương nhiên sẽ được những cái trái lành, trái ngọt quý vị. Thì qua đoạn video này, Châu Phú cùng Huynh Thiện Nghĩa cùng chú Hải đến cùng với tất cả quý đồng đạo đây, nếu mà có gì sơ sót thì mong quý cô chú anh chị lượng thứ bỏ qua. Thì kết thúc video, Châu Phú xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an đem đến cho quý vị nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có muốn tham quan Vạn Hương Mai hay là cái khu du lịch ngoài Đắk Nông, hay là hiện giờ sắp tới là Châu Phú cũng sẽ đi ra tới Hà Nội về để mà quay lên cái nơi cơ sở chú Hải đến đã mở để điều trị bệnh hoàn toàn miễn phí cho bà con luôn quý vị. Từ Hà Nội ha. Từ ở ngoài Hà Nội. Ở ngoài Hà Nội chỉ có một điểm duy nhất mới vừa mở mà Châu Phú biết thôi. Đó là hoàn toàn miễn phí, nên Châu Phú cũng đã hứa với chú Hải đến con sẽ đi ra ngoài con quay để cho bà con biết mà đi đến đó để trị bệnh, và Châu Phú sẽ đem ra 3.000 chai dầu của gia đình của chị Thủy Châu và ông Châu Văn Thạnh để mà gửi tại cơ sở từ thiện đó, phát cho bà con mỗi người 2 chai dầu hay là 1 chai dầu quý quá, để mà sức mỗi khi trái gió trở trời nha quý vị. Và thân ái kính chào và có ai mà lương y giỏi là cũng đồng hành với anh Hải đến nha quý vị. Dạ. Cùng ra đó chung tay để mình làm việc thiện. Đúng rồi, đang chú sẵn đây chú có cần kêu gọi là cái lương y như thế nào á. Dạ, thật sự á là ở ngoài á. Dạ. Là mình làm cũng theo lời của thầy tổ. Dạ. Tức là hồi nào giờ cũng bao nhiêu người ra ngoài. Trong Nam không ha? Trong Nam mình ra ngoài để mà muốn mở nhà thuốc. Rồi á là cũng là cho họ hiểu biết. Dạ. Để họ đừng có hiểu nhầm là cái đạo Phật giáo và hảo mình đó là ở ngoài là không biết đồ cũng gì không biết, mà tôi ra ngoài nói nó xù xị nhau đạo hòa hảo ăn thịt người. Dạ, dạ. Cho nên á là để mình làm để cho họ thấy. Dạ. Là mình á là một đạo hòa hảo là chân thật. Dạ. Là hiền hòa, là nhân từ độ lượng, chứ không phải là như cái lời đồn đó. Dạ. Phải không? Dạ. Vì lẽ đó là mình làm á theo cái lời của Đức Thầy mà trong giảng có nói là Nam Trung cùng Bắc một tay giáo truyền hay gì đó, đại khái gì đó, tức là mình làm sao là gieo đạo khắp đại đồng, khắp đại đồng đó. Cho nên á là muốn mở cái nhà thuốc. Thì như vậy bây giờ á là tới bữa nay á là cái nhân viên nó đã tới rồi. Mở được cái nhà thuốc rồi, cô Bính đã mở được cái nhà thuốc đó. Cái nhà thuốc rất rộng, lớn, có sân, có chỗ nghỉ ngơi đồ đâu đó đàng hoàng hết. Thì như vậy á là bây giờ á là người bệnh ở ngoài tôi tưởng nó ít, giờ hầu người bệnh cũng đông. Dạ. Mà là giờ thiếu thầy. Thiếu thầy ha. Thiếu thầy. Tức là thầy là bắt mạch. Dạ. Xem mạch rồi kê to, bốc thuốc. Dạ. Bấm nguyệt rồi ha. Rồi bấm nguyệt, so bóp, chăm cứu rồi đó. Dạ. Thì nói chung á là mình á ai mà thấy trong này mình là coi như là độc thân. Yeah. Hay là mình quản việc gia đình. Yeah. Thì á là chung tay ha, chung tay ra ngoài để làm theo cái lời của mà thầy tổ. Yeah. Rồi. Mà ở đây á mình làm á
là phước có một nha cho Phú. Ra ngoài là phước tới 10. Dạ. Sao chú? Tại vì nè là ở đây ví dụ mình nói giờ mình làm ăn lương đi. Dạ. Lương đây làm được 300.000 ngày. Ra ngoài là phải 500. Dạ. Thấy không? Dạ. Rồi. Ở ngoài ở đây ví dụ như mình bốc thuốc ví dụ ngày được có 10 người 20 người. Dạ. Còn ở ngoài được 100 tới 200 người. Dạ. Thậm chí lên là 1-2.000 người. Yeah. Đó thì như vậy đó là cái phước rất lớn. Yeah. Mà bây giờ ai là người gọi là thầy tổ đặc để để mà ra ngoài để hỗ trợ cho nhà thuốc ngoại nó phát huy mà lan tỏa, tức là lấy cái đó làm cái gốc để lan tỏa cho nhiều cái tỉnh khắp cả cái Hà Nội, khắp cả miền Bắc luôn. Yeah. Cái đó là cái mà quan trọng. Tuyệt vời. Đó cho nên là kêu gọi tất người cả nào có tấm lòng, mà có tấm lòng, người nào có tài nghề có tài thì để đi làm cái phận sự này. Rồi. Để xứng và... xứng gọi là xứng cái tầm để mà được cái thầy tổ là sắp đặt cho xứng vị xứng ngồi. Dạ. Đó là cái đó. Cảm ơn như này con. Dạ. Vâng, thì kính thưa quý vị, thì qua đây chú Hải đến cũng có cái lời kêu gọi là tất cả quý cô chú anh chị nào mà có tay nghề phục dược đông y bắc mạch thì cứ liên hệ với Châu Phú sẽ giới thiệu đến chú. Và nếu mà quý vị đến đó thì từ thiện thì ăn uống hoàn toàn miễn phí và cũng có trợ cấp nha quý vị. Thì qua đoạn video này, Châu Phú xin kính chúc cho toàn thể vị và các bạn và chú hãy đến với tất cả huynh đệ có mặt tại đây lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe và cái cầu mong của chú đó thì sẽ sớm được đạt thành ý nguyện. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi.